ba kiểu người mang tai họa đến nhà, cẩn thận kẻo mất của. Quý vị thân mến, cổ nhân chỉ rõ những người mang tai họa khi tới nhà chơi mà chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác nếu không muốn rơi vào cái bẫy mà họ đã giăng ra. Hãy đón xem bài chia sẻ sau đây xem kiểu người đó là ai quý vị nhé. Thứ nhất, người thân nhiều năm không liên lạc. Có những người được xem là người thân nhưng lâu năm không liên lạc có nghĩa là đã xa mặt, cách lòng. Dường như hai bên không còn sự liên quan tới tình cảm trong lúc này. Thế nên, nếu họ bất ngờ tới nhà chơi thì nên thận trọng vì người ta chỉ thân trên danh nghĩa, bản chất là người xa lạ. Đừng vì vui vẻ quá mà quên đi những cạm bẫy họ có thể mang tới. Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi tại sao từ 3 đến 5 năm nay họ không liên lạc gì, hôm nay bỗng dưng rồng đến nhà tôm. Nhất là những ai tỏ vẻ mình là người sang trọng, khoe mẽ và là người có tiền. Họ đang có động cơ nào đó nên mới hiện diện ở đây. Đừng vì những lời nói có vẻ có lý khiến ta bị mê hoặc, thậm chí bị thao túng tâm lý. Với cơ hội làm giàu hay đổi đời mà họ mang tới, thường là cái bẫy nếu ta bất cẩn. Nếu không đủ tỉnh táo, ta sẽ bị lọt lưới của họ và tự đẩy bản thân vào rắc rối. Do đó tốt hơn hết là cảnh giác cao với ai đã lâu không liên lạc, kẻo tiền mất tật mang. Thứ hai, hàng xóm từng coi thường ta. Cổ nhân cũng khuyên chúng ta nên thận trọng với những người hàng xóm từng coi thường ta, nhưng nay lại đối xử nhã nhặn, thậm chí còn sang thăm nhà. Đó có thể là người mang tai họa khi tới nhà chơi. Có nhiều gia chủ xuề xòa cho rằng chuyện cũ nên bỏ qua với mong muốn tình làng nghĩa xóm được êm đẹp, nên thường trở nên bất cẩn với những người hàng xóm này. Thế nhưng sự thật là một người từng coi thường ta thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ và bỗng trở nên tốt đẹp ngay được. Chắc chắn việc họ gần gũi hoặc tỏ ra thân thiết là có âm mưu nào đó. Có thể những người này đang ghen tị với một số thành tích mà bạn đạt được, hoặc tìm cách nhân cơ hội ta sơ hở để gài bẫy chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận với một số người hàng xóm vốn nói xấu sau lưng, nhưng nay thường đến nhà, tỏ ra quan tâm hay thăm hỏi chúng ta một cách bất thường. Thứ ba, kẻ thứ ba xen vào gia đình. Không ít kẻ vì biết gia đình chúng ta cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nên bắt đầu tìm cách lân la, giả vờ thân thiết hay tới nhà chơi. Có thể chuyện khúc mắc, mâu thuẫn trong nhà sớm được xử lý và hàn gắn, nhưng vì người này mà hôn nhân rạn nứt. Thực ra kẻ này giả vờ mượn đồ sang chơi, tỏ ra thân thiết, tìm cớ để xuất hiện trong gia đình ta là vì có mục đích muốn xen ngang hạnh phúc mà bạn đang có. Những người này nhân lúc gia đình ta có trục trặc để dễ bề chấp lấy cơ hội cho mình. Tuy nhiên, để ý tới kẻ đó là để phòng tránh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nắm bắt nguyên nhân gốc rễ của vấn đề gây ra căng thẳng trong gia đình để kịp thời tìm cách hàn gắn tình cảm vợ chồng. Chỉ bằng nỗ lực của mình thì hai người mới cải thiện được tình cảnh hiện tại. Khi hai người chung sống hạnh phúc thì sẽ không có ai có cơ hội xen ngang. Quý vị thân mến, quan trọng nhất là khi tương tác với nhau phải thoải mái. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi qua lại thì mối quan hệ dù tốt đến đâu cũng không cần phải tiếp tục nữa. Bất kỳ một mối quan hệ nào mà buộc bạn phải luôn lấy lòng đối phương thì đó đều là mối quan hệ độc hại. Những người trong mối quan hệ kiểu đó coi thường bạn, vì thế nên bạn không cần phải tiếp tục thỏa hiệp trước mặt họ. Nói chung, khi một người coi thường bạn thường sẽ có 3 biểu hiện này. Ông bà ta có câu: ra đường chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chọn ai thì chọn, tuyệt đối đừng chọn loại người có những biểu hiện sau đây. Thứ nhất, bới móc vết thương của bạn. Trong thời gian quen biết, nếu một người luôn bới móc vết thương của bạn ra cho người khác xem, thì bạn nên cắt đứt ngay lập tức. Bởi vì ngay từ đầu, họ đã không có ý tôn trọng bạn rồi, thì không việc gì bạn phải cho họ thêm thời gian cả.
Chuyện bạn càng không muốn người khác biết thì họ lại càng muốn nói cho người khác biết. Bạn của tôi, Tĩnh Văn, đã từng gặp một người như vậy. Khi mới quen biết, Tĩnh Văn kể với đối phương về những tổn thương trong tình yêu của mình, xem cô ấy như chị em ruột mà tâm sự. Nhưng sau này, mỗi khi đi chơi chung là bạn cô lại kiếm cớ bới móc vết thương của Tĩnh Văn lên. Mặc dù Tĩnh Văn đã khéo léo nhắc nhở cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy lại không hề để tâm. Có một lần, cả hai đi chơi cùng với 10 người bạn khác. Lúc đầu, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng sau đó, cô bạn của Tĩnh Văn lại bắt đầu khơi lại chuyện cũ, bới móc vết thương của cô, khiến cô vô cùng tức giận. Khi đó, Tĩnh Văn nói với cô ấy trước mặt bạn bè của mình. Tại sao cậu cứ nhắc đến chuyện này mãi vậy? Cậu rõ ràng biết mình rất ghét bị người khác nhắc đến chuyện này mà. Vì sao cứ muốn bới móc nó ra như vậy? Nói xong, Tĩnh Văn vốn tưởng rằng đối phương sẽ biết sai mà sửa. Không ngờ đối phương lại phản bác. Sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Mình nói ra cũng chỉ là để chị em chung nhóm sau này còn biết mà tránh, không để bị tổn thương giống như cậu thôi. Sau khi cô bạn nói xong, Tĩnh Văn tức giận, xung thiên, liền đứng dậy rời đi. Về đến nhà, cô không chút do dự, lập tức xóa hết thông tin liên lạc của đối phương. Những người thích vạch vết thương của bạn vốn chỉ muốn dùng bạn để mua vui cho họ mà thôi. Thế nên đừng tiếc khi kết thúc một mối quan hệ như vậy, vì đó là một quyết định không thể khôn ngoan hơn. Khi giao tiếp với nhau, sự tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Bạn tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng bạn một trượng. Nếu đối phương không biết tôn trọng thì dù có tiếc nuối đến đâu cũng phải chấm dứt mối quan hệ này. Nếu không, bạn sẽ chỉ mãi sống trong đau khổ, bị chèn ép. Thứ hai, xem thường những hy sinh của bạn. Bạn nên nhớ, sự cho đi của chúng ta là rất đắt giá. Chúng ta không nợ ai cả. Họ không phải cha mẹ hay con cái của chúng ta, cho nên chúng ta không có nghĩa vụ phải hy sinh vô điều kiện cho họ. Nếu đối phương biết trân trọng sự hy sinh của bạn thì không sao. Nhưng nếu họ không biết trân trọng thì tại sao bạn phải hao tâm tổn sức vì loại người đó? Giữa người với người luôn có sự tương hỗ. Bạn cho cái này thì người kia cũng phải cho lại cái khác. Nếu trong quá trình tương tác đối phương không nghĩ đến việc cho đi mà coi việc bạn cho họ là điều hiển nhiên thì bạn không cần phải tiếp tục mối quan hệ này nữa. Có một câu nói rất hay, nếu một người đã coi thường chúng ta rồi thì dù chúng ta hy sinh bao nhiêu cũng không cảm hóa được họ. Họ đã coi thường sự hy sinh của bạn rồi thì dù bạn có làm gì cũng vô ích mà thôi. Tránh xa họ mới là cách tốt nhất cho bạn. Thứ ba, không giữ lời hứa với bạn. Có rất nhiều người thích hứa, đúng vậy. Họ chỉ thích hứa thôi chứ không thích thực hiện lời hứa đó. Nếu như bạn vẫn tin tưởng một ngày nào đó họ sẽ thực hiện thì bạn sai rồi, đừng đợi nữa. Tại sao họ không giữ lời hứa với bạn? Nguyên nhân là do trong lòng họ vốn coi thường bạn. Đã coi thường thì đương nhiên là sẽ coi lời hứa với bạn chỉ là trò đùa. Trong cuộc sống không thể thiếu những người hay nói những lời vĩ mô, nhưng thực tế thì chẳng làm được gì. Loại người này thường để lại cho người khác ấn tượng rất xấu. Thành công của một người không phải đo lường dựa trên của cải, mà là dựa trên việc anh ta có bao nhiêu chân thành. Trên đời này, không ai là không thể tách rời khỏi ai. Đời người ngắn ngủi lắm. Tại sao không chọn ở bên người làm bạn vui vẻ? Nếu trong hành trình cuộc đời này, bạn gặp được người bạn biết tôn trọng, thì bạn nhất định phải trân trọng họ. Đó là mối quan hệ đáng để chúng ta trân trọng, đi cùng đến suốt cuộc đời. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Tám chữ ngắn ngủi nhưng có thể truyền đạt một bài học quan trọng. Nếu bạn muốn thay đổi, tạo ra sự khác biệt tích cực, điều đầu tiên cần làm đó chính là kết giao với những người có nguồn năng lượng tươi sáng. Đó chính là đôi cánh để đưa bạn đến với những cách suy nghĩ, tư duy mà trước giờ bạn chưa thể chạm tới. Họ sẽ là quý nhân thúc đẩy chúng ta không ngừng phát triển năng lực và rèn luyện bản thân. Có như vậy, chúng ta mới trở nên giỏi giang hơn và càng có cơ hội được kết nối với những người bản lĩnh hơn.